Đứng thế hằng là đúng rồi đó, một đội hợp lý kiểu luôn. Như bảo vệ em á, anh che chở cho em á. À, bây giờ cho Phương Hằng chào chứ. Đúng rồi, tới Hằng nè. Dạ, đầu tiên cho Phương Hằng xin được gửi lời chào đến khán giả đang xem chương trình Về Nhà Đi Anh. Chào anh Minh Xù, chào anh Thanh Thức và chào hai bạn cùng chơi. Đây là một cái chương trình cho em rất nhiều động lực, cũng như cho em làm những cái điều mà bản thân em nghĩ là quá khứ, hiện tại và tương lai em chưa bao giờ làm được và sẽ không làm được. Và sẽ không làm được. Đó là? Đó là em không hề biết bất cứ một cái gì về giao thông. Về, đi về liền. Để về liền, anh có khách mời khác rồi. Sao? Bây giờ cho em một cơ hội, nếu như không biết mình có quyền học hỏi. Dạ đúng rồi. Mình có thể là dựa vào đồng đội của mình. Dạ đúng, bờ vai vững chắc. Để anh hỏi con bé nó có biết không? Em, luật an toàn giao thông em có. Dạ luật an toàn giao thông thì đối với em cũng dễ. Thì tháng 3 em mới học lái. Tháng 3 em mới học lái. Anh thấy chưa gì mà đội này tèo rồi. Anh Thức ơi, đội mình là lên. Lên Hương đúng không? Ủa lên. Đó, phải tự tin lên. Ủa ai biết được, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thì đúng, thì biết người ta thắng rồi, cho nên là mình nhường luôn là mình thua luôn. Không. Không. Anh tin là học tài thi phần. Dạ đúng. Đúng không? Có những cái đội chơi hai vòng đầu tiên chơi thắng mà điểm số cao ngất ngưỡng 15-6. Rốt cuộc chơi vòng 3, cái một cú lộn ngược vòng về luôn. Đây là lượt chơi của em, Phương Hằng, mời em. Nguy hiểm cẩn thận trèo lề. Nguy hiểm cẩn thận trèo lề. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Chính xác hơn là biển báo lề đường nguy hiểm. Thật sự ra là em phân tích đúng rồi đó, nhưng mà mình không có sử dụng cái từ nó đơn giản. Thấy chưa, nói rồi, thời tới cản không kịp. Biển báo tiếp theo xin mời. Biển báo này là yêu cầu phải đi chậm. Đây là một biển báo theo Phương Hằng là yêu cầu phải đi chậm. Và đây là đáp án.